Xin chào bà con và các bạn. Giới thiệu với bà con và các bạn, đây là gói hạt giống mướp hương của Thái Lan. Và đây là giống F1 ạ. Gói mướp hương TN260 của Thái Lan các bác nhé. Và mướp hương này nó rất là thơm. Giá 65.000 một gói các bạn. 65.000 một gói các bác. Số điện thoại đặt hàng 0865153185. Các bác ấn nút đăng ký kênh để theo dõi video mới. Đây là gói to 10g các bác nhé. Gói to 10g nó có rất là nhiều hạt bên trong. Đó, gói to 10g. 65.000 một gói. Bà con nào trồng nhiều, trồng kinh doanh thì nên mua cái gói to này các bác. Thời vụ trồng thì có thể trồng được quanh năm. Thời gian bắt đầu thu hoạch thì khoảng 40 đến 45 ngày sau khi gieo. Khoảng cách trồng thì bà con nên trồng là khoảng cách hàng đôi là 4 mét. Khoảng cách mỗi cây trên hàng là 0,6 đến 0,8 mét. Và lượng giống để mà gieo 1.000 mét vuông thì leo giàn thì bà con cần khoảng tầm độ 70 đến 80 gram. Tức là đây là gói 10 gram, mà nếu mà trồng 1.000 mét vuông ấy thì bà con cần khoảng 8 gói này. 8 gói này thì trồng được 10.000 mét vuông. Còn một sào, nếu mà một sào bà con cần khoảng 3 gói này. Một sào cần khoảng 3 gói. Đây là hạt giống chất lượng cao các bác. 65.000 một gói, gói 10g, đây là gói to. Bà con nào đặt hàng thì gọi vào số 0865153185.